lại xuống đấy làm gì đấy? Anh hôm nay đi làm qua đây thì xuống thăm em cái, xong tiện em một chút việc. Thì anh cứ ngồi chơi đi để em đi rửa cái tay này đã nhé. Ừ thì em đi rửa tay đi. Cun. Nhà viên ra bắt bia cho. Mày nhìn bẩn quá, tí tao tắm cho nhá. Ngoan. Anh lấy đồng nước anh ơi, anh kể nó à, nó ở đây nó bẩn lắm anh ạ. Cái này đẹp nhỉ? Vâng, cái này đẹp nhưng mà nó ở đây nó hơi bẩn ạ. Con này hôm em mới xuống ấy, là em thấy nó ở trong rừng, chắc là nó cũng bị gia đình bỏ rơi như em đấy anh ạ. Thế là em mang nó về nuôi ấy. Cũng đang thương rồi em nhỉ? Vâng. Thế cũng may em nhỉ? Vâng. Nếu không gặp được em thì ở đây cũng lang thang ở trong rừng chết đói đấy em ạ. Vâng. Cũng may là có nó bầu bạn ấy, nhưng không thì một mình em cũng buồn lắm anh ạ. Nếu cũng may là em gặp được nó đấy, không thì nó cũng lang thang ở trong rừng cũng không biết thế nào. Vâng. Thế hôm nay em không phải đi chợ? Dạ, chiều em mới đi anh ạ. Thế em đi chợ thu nhập có ổn định cuộc sống không em? Cũng tạm tạm qua ngày thôi ạ, chứ cũng không được bao nhiêu anh ạ. Thế thì vất vả của em nhỉ. À, em có thích làm công trình không? Bên anh cũng đang thiếu một số người dọn dẹp nước nôi cho thợ ấy. Nếu mà em đi làm được thì anh sắp xếp công việc, anh đưa em đi. Ôi thế thì chắc quá anh ạ. Thế thì anh xem có công việc gì thì anh cho em đi làm với. Cái này thì anh sắp xếp được. Nếu mà em rảnh thì bây giờ anh đưa em đi tham quan công trình đã. Xem mà em làm cảm thấy làm được thì em làm. Vâng ạ. Thế thì anh đợi em một tí để em dọn dẹp đồ xong thì em đi anh nhé. Ừ, em cứ dọn dẹp đi, anh đợi. Bắt. Bắt vào đây này. Anh ơi, thế đi, thế mình đi luôn đi sớm anh ạ. Ừ, thế để anh bế con bắt từ nó xuống đây. Bắt đi vào. Nó nhảy tao nhé. Thank you.
chào em nhá. Đây, cô Lâm này, đây là công trình đầu tiên của tôi đấy. Cô thấy có rộng không? Đây anh em làm cũng hòa đồng lắm, việc giúp đỡ nhau rất nhiều. Tí nữa tôi dẫn cô đi tham quan một vòng xem công trình của tôi nào nhé. Đấy, thì cô vào đây. Anh em làm trên đây bác giá chú ý an toàn nhé. Đẹp chặt quá ở đây. Đây trong nhà phòng ngủ. Đấy, bố đâu rồi? Đây nè. Bố đây có cả ăn rồi. Đây à. Chào các anh chị nhá. Đó, chào. Con chát con này có xong chưa? Công việc của anh người chắc được thì chị này là chị dễ phụ. Công việc nếu mà em mà đến làm ấy, thì cũng chỉ làm như chị này thôi. Dọn dẹp ấy cũng giúp đỡ để cho anh làm. Xem công việc ấy. Đấy cô làm được thì từ mai đến cô làm, tôi còn lấy cái công trình ở ngoài kia nữa. Nếu mà làm được thì từ mai đến cô làm. Anh cứ cho em đi làm. Mai gặp một chút tiền thôi. Cô dẫn tôi đi, dẫn tôi tham quan một vòng nhà để đây là gì? Đây cùng ngoài này đang làm nhà ăn đây. Người thợ nó làm là nó không cây cối này là vất bừa bộn này. Cô nếu mà đi làm thì nhặt gọn những cái cây này vào đây, xếp gọn làm. Để gọn vải. Ừ, cứ xếp gọn vào, nhặt xếp gọn vào là được, để gạch gạch như thế. Đấy, xếp gọn vào đâu. Thôi, cô Lâm ơi, đốt cái này vào đưa tôi trong... đi ra kia tôi tham quan cái này, cô đi để mai làm. Đây, cô Lâm có nhìn thấy đống gạch không? Đấy, đống gạch này là nếu mà mai cô đi làm ấy, là cô gọn vào cho thợ và cây que đây. Công trình này em thấy cũng sắp xong rồi nhỉ? Công trình này cũng sắp xong rồi, chắc nếu theo tính là tầm 10 ngày nữa là bàn giao cho chủ nhà. Cô Lâm xem công việc chỉ có thế thôi, nếu làm được thì mai cô đến cô làm với tôi. Mai em đến làm. Được không thì cô vào ngay, vào này trong bổ với tôi quả dưa để mời anh em thợ ăn. Đông mà ra như ai? Anh em vào biết anh em để lao ăn cơm dưa đã. À, cô Lâm tôi bổ tôi và đưa người mời nha. Đúng rồi.
giờ ông nào năm nay chu được thì ông đi đầu. Mà các chú các anh ra làm cái dưa cho nó mát. Đây. Anh xuống ăn dưa. Đi đâu ấy? Đi ca mày lại làm sao ấy hả?
người ta làm phí cho nó ra đây ra làm phí cho nó dọn. Thế người ta làm sao ấy? Mẹ, anh chứ con vợ tao con định bỏ tao mày. Lại thằng kia đúng không? Chắc là tại thằng kia rồi. Người ta bớt giận vì hôm nào em đi rình nói em đánh nó với cái anh á. Mai em có cô này có đến phụ giúp anh em. Được rồi. Nếu mà có công việc gì thì anh cứ sang cô này làm của em nhé. Được rồi. Đấy, thì giờ đến thời buổi này đến thời điểm này thì càng nhiều người tốt. Vâng. Có người đến thêm là tốt rồi. Thì em cứ sang cô này làm để cho tiến độ công việc nó nhanh lên một tí. Vâng. Ơi, mai cháu đến làm đi thì có việc gì chú cho cháu làm với chú nhé. Được, mai đến đây rất là nhiều việc, không phải lo gì cả, cứ đến đây làm là được. Vâng, thì có công việc gì chú sắp xếp cho cháu làm thì cho cháu làm được. Vâng, công trình nhé, còn đang nhiều việc lắm, không lo gì cả. Vâng. Đây, mai đến làm đi, có làm đây có công việc làm đây. Đến có hai chị em có mùi, chị mùi nhìn bà đấy chắc. Đến hai chị em ba chắc chỉ có thằng đấy xui thôi, mày nó ngáp một lao một đen. Thôi đi đi đi, mẹ nó tao dám bỏ mẹ. Thôi đi anh, để cai mày bố trí cho anh hai thằng. Vâng. Đêm này xử nó cho anh, đập gãy chân nó cho anh. Hôm nào mà để ca cần thì để ca nhớ alo em nhá. Cái đoạn đường Kim Xuyên tao thấy nó hay đi làm việc đấy. Đại ca không phải nóng, để em xuống này. Thôi đại ca uống đi đại ca. Uống đây. Đại ca ăn đi đại ca. Đây đại ca ăn đi xem có ngon không. Cái gì đây? Chân gà đại ca. Thôi đại ca. Ba đi. Hôm nay hút này có say không? Tầm này say đâu? Chưa say rồi, say rồi. Sáng là sáng rồi. Thôi thì ngày cũng muộn rồi. Cô Lâm thì tôi đưa cô về, tôi thì mang đến làm. Rồi các anh em làm nhé. Được rồi, ok. Chào anh nhé. Ok. Có gì thì mai giúp đỡ cô này đúng không? Được rồi, cứ mai em ở dưới của tôi đấy lại giúp đỡ tiếp. Rồi, ok. Đây, cái này là máy trộn bê tông này. Cái này cứ bật điện là nó quay thôi. Nếu mà mai mà cô mà làm mà không được thì cứ bảo anh em mới khắc phục. Thì đại ca muốn xử nó như thế nào? Một cho nó đi về gặp ông bà hay là cho nằm tại chỗ? Đại ca bảo em. Chúng mày cứ cho nó gãy chân gãy tay cho anh để dọa cho nó biết mùi động đến người đàn bà của anh như nào. Dạ vâng, thôi đại ca uống đi. Cho nó chừa luôn cái tội đấy đi. Ta không phải buồn cái việc kia để em lo à, người ta cứ thảnh thơi. Thank you.
anh làm nhá, em chạy xe công trình bên này cái. Ô thế. Tuổi đã lên ông nội rồi. Đại ca vợ ấy, đại ca bỏ mẹ ấy làm sao mà phải nuôi tiếc làm gì? Thì anh cay thôi chứ, ngoại anh chứ, đàn bà của anh mà, không có thằng khác nó dám động đấy. Cái việc đấy, đại ca cứ để ăn. Quên đại ca uống cho vơi, bụi tức đi đại ca này. Mai nhá, mày gọi nó thêm mấy thằng nữa. Xử lý anh. Đi, về.
Thank you.
ngày nào nó vẫn dơ mà chị Lâm ở đấy nó bỏ đấy. Chị dơ đấy mà. Không phơ bà bắt đấy. Xong rồi bạn, ừ. 3 cân của con rồi. Nào, hai ba, ui, nặng ghê đấy bạn. Nặng ngon lắm đấy, rửa sạch đấy nhá. Rửa sạch ngon đấy, bán hàng. Bán 25 cân rưỡi bạn. Ừ. Vâng, chưa đi. Thế là chị còn 2-3 cân. Còn 2-3 cân. Thế là 200, thế con gửi bán 200 nhá. Ừ. Nào. Vâng, đây bà cầm một con rưỡi. Ừ, bà xin nhá. Dạ vâng. Ừ, bán hàng cho nó may mắn, tốt duyên, bán chạy hàng rồi nhá. Dạ vâng ạ. Ừ, bán rửa sạch bán đấy. Bà 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 đấy.
ngon hơn các loại rau ai. Thôi mua dưa cho con đi coi. Con dưa chú. Lấy rồi kìa, kìa hồng gì. Nhưng này bắt cái này đâu.
Máy 2,5 bạn. Nói thế là nghe tiếng. Và 30.000. Thế bà đợi quá. Nói đi mà. Đấy có buồng ở quán đây đổ đấy, có mua được mua ở ba này. Đây.
Buồng này bao nhiêu tiền hả bác? Thế con gửi cho 16. 16 con 16. Vâng. Thế bà cầm con gửi. Đứng đây để chưa? Ừ, vâng thì xong lúc nào bà đưa cho con cũng được nhé. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bác ơi, ta đi chợ về rồi bác ơi. Mày lại đi đâu rồi? Bác ơi, bác ơi, con này lại đi đâu rồi? Đi đâu đấy hả? Mà đi đâu mà tao gọi mãi mày mới về đấy hả? Mày phải ở nhà nông nhà cho tao chứ. Tao đi chợ chứ. Tao đi chợ tao mua cái gì về đồ về cho mày ăn chứ. Mày biết hôm nay tao đi chợ tao mua được cái gì không? Mày tao mua được cái gì không? Đấy. Ngoan đây. Đẹp không? Ngày mai ta đi công trình ta có ủng đi đấy.
Sáng rồi tôi chỉ rau, rau của tao khô quá rồi. Trở lại sao khác hơn lúc trước. Cô Lâm có đi đâu mà chẳng ra gì cả, soạt thì vẫn đây. Alo, tôi nghe rồi. Đúng rồi, tôi không nghe mà. À, cho người đến dọn dẹp công trình à? Rồi, đây tôi đến nhà rồi, tôi kèm người đây mà. Rồi, lúc nữa tôi khắc kèm người đến. Rồi, tôi biết rồi.
chơi lâu chưa anh? Lâu rồi. Tôi vừa xuống. Có đi đâu về đấy? Em vừa đi chợ về, em vào rừng chặt mấy cái măng ấy để tối nấu tối. Tôi cũng xuống đây được một lúc rồi, đợi cô thì không thấy cô ở đây, thì tôi nhìn thấy làn vẫn thấy treo đây, tôi đoán cô cũng chỉ quanh quanh đây thôi, thì ngồi đợi một lúc rồi. Thì hôm nay tôi xuống, tôi kèm cô đi công trình, thì cô hôm nay lộ đi được làm được chưa? Dạ vâng ạ, em đi được. Mà anh ơi, từ mai anh không phải đến đón em nữa đâu anh ạ. Em sợ anh đến đón em ấy, không em sợ làm ảnh hưởng đến anh ấy. Nhưng từ mai anh không phải đến đón em nữa đâu nhé. Có sao đâu hả cô? Vâng, cũng hoàn cảnh của em thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà em thì sợ dân làng người ta dị nghị làm ảnh hưởng đến anh ấy. Nên là thôi từ mai anh cũng không phải đến đón em nữa đâu. Em tự đi được anh ạ. Không sao đâu cô ạ. Nếu mà cô ngại thì từ mai thì cô đi một mình cũng được. Thì hôm nay thì tôi đến tôi chở cô đi công trình để tôi dẫn hướng dẫn cô làm việc đấy, để cách làm việc để cô biết, rồi thì mai là cô cứ đến cô tự làm thôi. Thế đi cô chuẩn bị đồ đạc đi, tôi dẫn cô đi.
Có gì không biết thì cứ hỏi chị kia. Chào anh em nhé. Tối còn lại không? Có. Bài trường hay là cái gì đấy? Thank you.
nước chẳng vừa đây em ơi. Tối rồi nghỉ thôi cháu. Vâng ạ. Thế để cháu thu nốt cái xe này không cháu, xong rồi nghỉ. Thì xe nốt xong rồi nghỉ đi, mai lại đến làm nhé. Thế nhịn đi, nói thế, nói thế. Các bạn gái nghịt hả? Em bữa đây nha anh yêu ơi. Thank you.
Bác về đi. Đi. Bác đi về vườn với ta đi. Tao phải đi lấy mai hết. Bắp về bắp đi. Bắp.
Mày lên đây. Lên đây ngủ nghỉ gì đấy. Ra đây. Bắt. Bắt bắt ạ. Con về tao đi chợ vậy. Ôi còn mấy cái mang thế này gì. Hôm nay tao mày không có gì thì đi chợ bán rồi. Bán bắt bắt ạ. Hôm nay không có mang thế này. Tao không có gì đi chợ thì tối nay tao mày lại không có gì ăn nữa bác ạ. Mày cắn cái gì đấy bắp? Mày đấy rắn lại cắn cho bây giờ đấy. Bắp ơi. Bắp. Bắp ơi, mày đang sao đấy bắp? Bắp ơi bắp. Mày nằm đấy làm gì đấy hả bắp? Ôi trứng hả bắp? Ôi trứng gì mà to thế hả bắp? Ôi trứng này bắp này. Mày tỏi thế hả bắp? Nhưng hôm nay tao mày gọi rồi có trứng rồi, hôm nay ta lại có chả có trứng để đi chợ bán rồi bác ạ. Ôi bác ơi, sao mày giỏi thế hả bác? Cảm ơn mày nhá. Không biết có còn trứng không nhỉ? Ôi trứng gì mà to thế nhở? Trứng này chắc phải trứng ngỗng luôn bác ạ. Đi, sao mày đi. Ôi bác ơi, đây ổ nữa bác ơi. Ôi nhiều trứng thế bác ơi. Ôi nhiều trứng quá bác ạ. Cảm ơn mày nhé bác nhé. Bác ạ. Khả năng vẫn còn đấy bác ạ. Đi tiếp nhé. Đi nhé.
Ôi bác ơi, ổn nữa này bác ơi. Bác ơi, bác phải ổn nữa bác ơi. Ổn thế sao bác ạ? Ổn nhiều trứng thế nhỉ? Tí nữa về ra nướng trứng cho mày ăn nhé bác nhá. Nhiều trứng không hả bác? Khoan, tí nữa về ra nướng trứng cho mày ăn nhé. Ổn nhiều quá bác ạ. Mày thấy nhiều không hả bác? Nhiều trứng quá bác ạ. Bác ạ, chắc không còn nữa đâu bác ạ. Thôi đi về đi. Đi, đi về đi. Bác ra đây. Ra đây ngồi nghỉ đi đã. Ra đây, ra đây. Ra đây nghỉ đi đã nhé. Này nhìn này, trứng to chưa? Mày đói không? Tí nữa về ta nướng cho mày ăn nhé. Đi về đi, ta mày về đi, về ta nướng trứng cho mày ăn. Đi về đi. Đi, về đi. Bắt được bác ơi, bác chờ ta để ta đi nhìn trứng cho mẹ ăn nhé.
Bắp về bắp, đây ra đây. Ra đây. Cho thầy chứng cho bắp. Bắp, bắp đây. Chứng rồi bắp, ngọt lắm. Ăn đây. Mày cũng nói lắm à? Ngon lắm, ăn đi. Cảm ơn mày nhá. Hôm nay nhờ có mày mà tao mày có trứng ăn đấy. Vâng, chú vào uống nước. Vâng, vâng. Này, chú vào uống nước. Này anh ơi, ra anh công an hỏi gì này? Đâu rồi? Vâng. Ra anh công an anh hỏi gì đây? Mẹ không biết thế nào thế. Anh đến nhà tôi có gì nhỉ? Anh ơi, chào anh nhé. Và anh gửi cái đơn ly hôn đơn phương đấy, bây giờ tôi giải quyết rồi, anh cầm ký đây tôi nhé. Cái này tôi có đồng ý ly hôn đâu nhỉ cán bộ nhỉ? Đây là chúng tôi hẹn anh là lên giải quyết rồi, nhưng mà anh không lên thì bây giờ chúng tôi theo yêu cầu của chị là chúng tôi giải quyết theo pháp luật đấy, mà anh chị ạ, để chúng tôi còn trở về cơ quan tôi làm việc nhé. Nhà tôi cũng không đồng ý bỏ đâu. Vâng, nhưng mà... Cô ấy làm đơn phương như thế thì... Vâng, con giải thích cho bà anh biết là đây là theo quy định của pháp luật. Đấy, mà khi mà chúng con đã hẹn anh nên giải quyết nhiều lần rồi, nhưng mà anh vắng mặt thì bên tòa án cũng là cho quyết định giải quyết cho là chị đơn hôn phương, đi hôn đơn phương nhé, bà nhé. Thì anh ký vào chúng tôi nhỉ? Cô không ký đâu. Chỉ ký về gặp vợ tôi, bảo tôi không đồng ý đâu nhá. Không được, cái này chúng tôi hẹn anh nhiều lần giải quyết rồi, hôm nay tôi đến tận nhà để anh ký vào, nếu anh ký vào anh vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ có biện pháp khác đấy, mong là mời anh ký vào. Bác khuyên cho anh ký vào cháu nhé. Không, gia đình tôi cũng không đồng ý bỏ. Vâng vâng, nhưng mà đấy. Cháu hẹn anh nhiều lần rồi đấy, thế là bác gia đình tôi cũng không đồng ý bỏ thế nên anh phải hiểu, nếu mà anh không làm anh cũng gọi là tôi hẹn anh nhiều lần đây rồi nhưng anh không lên, thế bây giờ chúng tôi giải quyết theo quyết định của chị đấy, anh ký vào thôi nhé. Thì đây tôi giải thích cho anh rồi nhé, nếu mà anh muốn anh ký vào hay anh không ký thì chúng tôi có bên bản xác nhận khác rồi. Bây giờ từ bây giờ đi là anh không được làm phiền chị nữa, nếu anh vẫn cố tình mà quấy rầy chị thì chúng tôi có biện pháp riêng đấy, nhẹ anh phạt, nặng anh đi tù đấy, anh suy nghĩ cho ký rồi ký vào chúng tôi nhé. Còn bây giờ là tôi xin phép nhé. Tôi đến làm việc với ông bà nên anh về đâu. Giờ con xin phép bà về cơ quan nhé. Vâng, thế chào anh nhé. Vâng, chào bà nhé. Vâng, anh chào anh nhé. Vâng, con chào ông nhé. Vâng, con chào ông nhé. Đấy, bây giờ nó quyết định nó làm đơn nó bỏ mày rồi đấy. Mày liệu mà lo làm lo ăn đi, mẹ không muốn bỏ đâu. Cái này
ngày đàn đúm rượu chè. Giờ lại đi. Mẹ còn chán không nói thì vợ nữa, suốt ngày rượu chè đàn đúm. Không bảo được. Chó này. Mẹ hôm nay tao cho mày quẹt chân. Ở nhà trong nhà tao nhá, để tao trả nhá. Ngoan. Đi 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 đi, con kia đây mà.
Chào bác. Con đúng không?
công trình mình 15 đến kịp của Trần đúng không hả chú? Kịp ạ. 15 phấn đấu, tôi xin lỗi. Vâng vâng, cố gắng đến 15 kịp cho cháu. Chủ nhà đang dục. Vâng. Xây tường anh để ý cho em mạch gỗ với vuông nó kín vào với nhá. Rồi. 5 giây nó làm rất là nặng. Vâng. Anh ơi, tường của mình đi xe cao 30 mấy nhỉ? 36. 36 à? À thì đúng theo bản thiết kế đấy. Không, không, không. À, có. Xây này có đánh đúng mát 300 cho em không? Đánh đúng mát. Vâng, vâng, cố gắng đánh đúng mát cho em nhé. À, chị ơi, tí nữa chị xếp cho em 5 gạch với 5 ván vung gọn vào với nhé. Vâng vâng, tí dọn cho em cái. Nhà mới kêu. Công trình nhà cần hả? Vâng, đúng rồi. Công trình nhà cần. Ờ, rồi, xong anh đến xử lý luôn. Bên điện nước trục trặc, điện nước trục trặc phải không? Ờ, rồi, anh đến luôn nhá. Ờ, rồi. Đây, các chú, các cô nhá. Sáu hai công trình bên cạnh là xử lý cái chút việc. Vâng vâng, hôm nay cháu đi vội quá. Vâng, thêm đến nó quà đến cho anh em nhá. Vâng vâng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng là tối nó nướng hết bao nhiêu nữa là nó đấy là ổn. À, chiều thì cho hết ra vẻ cho khoảng 10 phút thì đỡ phải nhanh được, mất con lúc là xong rồi. Anh ơi, chủ nhà vừa điện với em bảo đến kiểm tra điện nước, nên bảo có chỗ nào nó bị lỗi kỹ thuật không anh? Ừ, thấy bảo hai ổ điện trong kia nó đang bị lỗi kỹ thuật đấy. Anh vào kiểm tra xem thế nào ấy. Hai ổ điện đây à? Hai ổ điện trong nhà ấy, một khoanh ấy. À, vào xong em kiểm tra. Vào xem kiểm tra xem nó sao ấy. Liệu có xử lý được không anh? Xử lý được. Cứ vào kiểm tra xem xử lý thế nào thôi. Đi vào trong kiểm tra xem xử lý thế nào. Đây, chúng ta làm được.
Anh ơi, à, thì đây chúng ta đang yêu cầu là làm trong đây đường điện thế này, và đây đường điện thế này. Rồi, anh cũng đi xử lý cho em ạ. Rồi, đến mai sau giải cái điều này ra, xong đưa cho anh đây để anh sẽ đạp được. Vâng, vâng. Anh ơi, cái này là chủ nhà yêu cầu làm thêm hai báo ngày nữa, anh cố gắng làm cho em nhé. Được, ok. Rồi, để mai anh bố trí người làm. Vâng, vâng. Rồi, cái này là chủ nhà nó yêu cầu đấy. Thay đổi thiết kế à? Vâng. Cô làm đây thấy thế nào? Công việc có phù hợp không? Em cũng làm được đấy ạ. Cũng làm được à? Vâng. Thế thì cứ làm đây, có việc gì cứ sáng cắt xong, xong có việc gì thì các anh trong kia các bảo làm tiếp nhé. Vâng. Hôm nay em làm được anh ạ. Hôm nay anh đến đây để giám sát công trình ạ. Công trình có chút vấn đề anh đến anh xử lý xong rồi. Thế cô Lâm làm đây được mấy buổi rồi nhỉ? Em cũng được 3-4 buổi rồi anh ạ. Thế là đã được 3-4 buổi rồi cơ ạ? Vâng. Bây giờ cũng muộn rồi, thôi cô nghỉ đi. Ra đây tôi có chút việc, cô đi cho tôi. Dạ thế ạ. Vâng, thì anh đợi em một tí để em dọn đồ lại anh nhé. Ừ, cô ấy không đi theo tôi nhé. Vâng. Xe đi, để tôi kèm cô đi ra đây có thích được. Anh ăn gì ạ?
Em mời cô nhé. Quá đây tinh tiền quá đây. Chạy tí nào.